Thưa quý vị, thưa các bạn, xuất khẩu dệt may của Việt Nam vào Australia trung bình mỗi năm chỉ đạt con số khiêm tốn khoảng trên 200 triệu đô la Mỹ. Với mục tiêu đạt mức tăng trưởng trên dưới 10% một năm, trong thời gian tới, ngành dệt may Việt Nam phải tập trung khai thác tốt thị trường trong khối CPTPP, trong đó có Australia. Australia là một nền kinh tế phát triển thuộc nhóm G20 với dân số khoảng 24 triệu người, tổng sản phẩm quốc nội GDP khoảng 1.390 tỷ đô la Mỹ, thu nhập bình quân đầu người mỗi năm khoảng 50.000 đô la Mỹ. Australia là thị trường có sức mua khá lớn và có nhiều tiềm năng cho các sản phẩm dệt may. Năm 2017, Australia nhập khẩu khoảng 9,32 tỷ đô la Mỹ các sản phẩm dệt may từ các nước trên thế giới, nhưng chỉ nhập khẩu từ Việt Nam khoảng 173 triệu đô la Mỹ, tương đương 1,9% tổng kim ngạch nhập khẩu dệt may của nước này. Các sản phẩm dệt may có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất của Australia chủ yếu là các sản phẩm quần áo và hàng may mặc phụ trợ không dệt kim. Úc cũng có một cái kim ngạch nhập khẩu khá lớn về cái hàng dệt may. Một năm thì Úc nhập khẩu khoảng gần 9 tỷ US$. Tuy nhiên thì cái thị trường này thì cho nay chúng ta khai thác chưa được nhiều. Có thể là tôi cho rằng là chúng ta cũng chưa hiểu nhiều về cái thị trường này và các doanh nghiệp thì cũng chưa có điều kiện tiếp cận. Và chúng tôi cho rằng là khi CPTPP có hiệu lực thì chúng ta cũng hy vọng rằng là cái thị trường Úc này cũng sẽ được khai thác tốt hơn. Australia là quốc gia có thu nhập đầu người rất cao, có sự khắt khe về mọi vấn đề liên quan đến sức khỏe cũng như những chi tiết gu thẩm mỹ cũng hơi khác so với các nước. Vì vậy, đây là thị trường rất khó tính với ngành dệt may Việt Nam. Tôi nghĩ rằng thị trường Úc là cũng một thị trường rất khó tính so với ngành dệt may Việt Nam. Và đối với công ty tôi cũng đã xác định là chúng tôi cũng muốn thâm nhập vào thị trường Úc bằng sự nỗ lực của chính bản thân mình. Thì chúng tôi cũng sẽ tập trung vào để nghiên cứu những cái gu thị trường của người Úc và để tay nghề cũng như là công nhân cũng phải trau dồi hơn, cộng với cả chúng tôi chắc cũng phải đầu tư thêm máy móc hiện đại hơn thì mới đáp ứng được. Theo nhận định của giới chuyên gia, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP mở ra nhiều thị trường mới cho các doanh nghiệp Việt Nam về xuất khẩu cũng như nhập khẩu, nên việc xúc tiến mở rộng nhập khẩu nguyên liệu từ thị trường Australia là cơ hội đáng lưu tâm. Điều này cho thấy để thúc đẩy gia tăng thị phần xuất khẩu vào thị trường này, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần nỗ lực với những chiến lược hiệu quả. Thị trường Australia có giá bán hàng hóa nói chung và hàng dệt may nói riêng thường cao hơn rất nhiều, thậm chí hàng cao cấp có thể cao hơn 9 đến 10 lần giá cả Việt Nam giao cho khách hàng. Đây là một lợi thế lớn cho các sản phẩm dệt may của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Australia. Thêm vào đó, các doanh nghiệp Australia đang có xu hướng chuyển sang nhập khẩu và đặt gia công may tại thị trường Việt Nam do giá nhân công ở Việt Nam rẻ hơn Trung Quốc, cộng thêm việc được hưởng ưu đãi do cả hai nước đều là thành viên của hiệp định ANZFTA và trong thời gian tới là CPTPP. Khi Australia là thành viên của CPTPP, việc khai thác đơn hàng xuất khẩu vào Australia và các doanh nghiệp Việt Nam càng có cơ hội phát triển. Để thâm nhập có hiệu quả hơn vào thị trường này, các doanh nghiệp xuất khẩu dệt may Việt Nam không những phải tích cực quảng bá, tiếp cận thị trường, mà còn cần phải hiểu rõ các đặc điểm của thị trường để tìm kiếm cơ hội, cần tiếp tục kết nối giao thương, tham gia hội chợ, triển lãm, hình thành các chuỗi liên kết giữa các doanh nghiệp dệt may của hai nước, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ thế hệ mới, đào tạo nguồn nhân lực để thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0.